Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Honda SH 150, cái biển ngũ quỷ năm giá nửa tỷ đồng của dân chơi Sài Gòn. Cái chiếc Honda SH 150 có tuổi đời 8 năm nhưng vẫn còn mới nguyên và mang một cái biển số ngũ quỷ năm là cực kỳ độc của chủ xe và được rao bán với mức giá vô cùng đắt đỏ, đang gây sốc cái đàn xe hai bánh ở Việt Nam. Cái chiếc Honda SH được mệnh danh là cái dòng vua tay ga ở Việt Nam, không chỉ bởi mẫu xe này sở hữu nhiều lợi thế mà từ lâu nay nó được gắn với cái mác xe là xe cho nhà giàu, thể hiện được cái sự đẳng cấp thượng lưu cho những ai đang sở hữu. Vốn chỉ cái chiếc SH 150 ở Việt Nam bình thường đã có mức giá bán thực tế đắt hơn rất nhiều so với mức giá đề xuất. Thế nhưng với những mẫu xe có biển số hàng độc như thế này thì còn được dân chơi xe quát một mức giá cao ngút trời. Các góc ảnh này được chia sẻ trên một số trang mạng xã hội cho thấy cái chiếc SH 150, cái biển ngũ quỷ năm của người chủ tại Sài Gòn vẫn còn rất mới và được giữ gìn rất là cẩn thận. Cận cảnh bánh trước của xe vẫn còn mới nguyên, bộ phuộc được sơn đen hài hòa với cái bộ chấu xe nhìn rất mạnh mẽ và thể thao. Mặc dù chia sẻ của người chủ thì chiếc xe này được đăng ký từ năm 2011, thế nhưng đến nay đã có tuổi đời hơn 8 năm. Thế nhưng cái cây số hiện trên cái bảng đồng hồ cho thấy mẫu xe này chạy được quãng đường rất ít so với thời gian tồn tại. Cái cách phối màu đen và đỏ tạo ra cái sự ấn tượng. Yên ngồi hoành tráng và cái sàn để chân rộng rãi của cái chiếc vua tay ga SH 150, cái biển ngũ quỷ năm. Cận cảnh yên ngồi xe với cái sợi chỉ đỏ trên cái nền đen rất là sang chảnh. Người chủ không tiết lộ giá bán chính xác của mẫu xe này, nhưng cho biết cái chiếc SH 110 cái biển đập như vậy có thể lên tới là hơn nửa tỷ đồng. Và đây là cận cảnh cái bộ phận máy của chiếc SH 110. Và đây là ống xả của xe. Theo quan niệm dân gian thì xe có cái biển ngũ quỷ năm như vậy tượng trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ đức, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính và ngũ phúc, phúy, quý, phú, thọ, khang, ninh. Ngũ quỷ năm có thể được xem là cái sự sang trọng tượng trưng cho cái sự tồn hoàn hảo quyền quy. Và đây là cận cảnh bánh sau của SH 110, cái biển ngũ quỷ năm. Chiếc xe luôn được giữ gìn rất là cẩn thận và lau chùi sạch sẽ. Và đây là cái biển số mơ ước của rất nhiều dân chơi SH. Trước đó cũng từng có rất nhiều mẫu SH cái biển độc lạ được khét mức siêu đắt. Đây cũng là một cái hiện tượng thường thấy trong cái đàn chơi xe hai bánh ở Đức Việt. Và đây là cận cảnh y ngồi xe. Phanh bị trước, ổ khóa xe. Những cái chiếc SH 110 với cái biển độc lạ luôn là một cái đề tài được nhiều người yêu xe hai bánh quan tâm. Tất nhiên không phải tay chơi nào cũng dám bỏ ra cả một cái số lượng tiền lớn như vậy để tạo cho mình một cái chiếc SH 110 cái biển độc. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.